Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Đang tiến hành truyền tống vào phó bản. Ơi, đây chính là thông đạo Mộng Huyễn Chi Du, thông đến buổi biểu diễn ở trong truyền thuyết đó sao, thật là huyền ảo. Quá đẹp rồi, tôi có chút hoa mắt. Không sao Kiki, lần đầu thế nào đấy, lần đầu là thế đấy, về sau quen là được. Hố đen ở giữa đó là gì vậy, ngầu vậy? Dường như tôi đã hiểu tại sao buổi biểu diễn này lại được hoan nghênh đến vậy rồi. Đây còn chưa vào đâu cả, anh, những thứ đặc sắc còn ở phía sau. Ngất ngây, hoan nghênh mọi người và các fan hâm mộ đến với buổi biểu diễn từ thiện Tuyết Nệ này. Tôi là MC và cũng là người chủ trì của buổi biểu diễn hôm nay, mọi người có thể gọi tôi là Đạt Đạt. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một vài điểm đặc sắc và cơ chế của buổi biểu diễn hôm nay. Buổi biểu diễn hôm nay không chỉ lối tiếp hoạt động khoảng cách trước kia mà còn thêm cơ chế xếp hạng bình chọn tích điểm. Bởi vì là buổi biểu diễn trực tiếp của cả khu vực nên tất cả khán giả ở bên ngoài trường quay sẽ dựa theo biểu hiện của mọi người để bình chọn. Tất cả thu nhập từ các lượt bình chọn và quảng cáo đều sẽ dùng trong việc kiến tạo lại khu vực 9. Người có điểm tích lũy cao nhất sẽ nhận được một phần thưởng bí mật từ chính phủ và cơ hội. Và cơ hội được thưởng thức một buổi tối vô cùng lãng mạn cùng với Tuyết Lệ. Vì để gia viên có được kiến tạo lại và buổi tối lãng mạn cùng Tuyết Lệ, mọi người hãy cùng nhau tích cực biểu hiện. Có thể cùng Tuyết Lệ ăn tối, tôi chắc chắn là sẽ lai vương. Cậu cút sang một bên đi, em G là của tôi, em G, anh yêu em. Ơi, sự điên cuồng của fan hâm mộ vượt quá sức tưởng tượng của mình. Cái gì mà bữa tối và lai vương, xấu hổ quá, bỏ đi, mình ngồi nghe nhạc là được rồi. Mọi người có nghe thấy chưa, dường như có rất nhiều phú thương quyền quý ra giá cao để cơ hội được ăn tối cùng với Tuyết Nệ. Đúng vậy, trước giờ Tuyết Nệ đều từ chối các loại hoạt động thương nghiệp thế này, bữa tối hôm nay là vô cùng chân quý. Không biết sẽ ra giá cao đến mức nào nhỉ? Giá cao đạch hình như rất hời nhỉ, nhưng mà phải lộ mặt sao? Việc này có chút. Cuối cùng mọi người cũng không cần quá lo lắng về vấn đề thông tin cá nhân. Khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, mọi người sẽ được mang một số liệu, diện mạo thật sự và thông tin cá nhân đều sẽ được bảo mật. Thì ra là vậy, nhưng có chút đáng tiếc. Mọi người sẽ không thể nào thấy dáng vẻ đẹp trai của ông đây rồi. Chém gió tiếp đi. Ây, cũng đã sắp đến giờ rồi. Chúng ta cùng nhau đếm ngược nào. 3, 2, 1. Thời gian đếm ngược. Sắp bị hút vào hố đen rồi, kích thích quá đi. Vân Phi, Kỳ Kỳ lắm tay tôi. Hỏng rồi, không bắt được. Vị trí của chúng ta đã bị đảo lộn hết rồi. Nếu vào đó mang hộp số liệu vào mình thì có thể thuận lợi tìm họ được không? Nhưng có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Chói mắt quá. Ngày xuân nơi đâu, theo Yến quay về. Trên khu đất hoang, hy vọng hoa lở. Em ngắt một đóa hoa, ngân hát sinh mệnh, thì thầm về tương lai. Những yêu thương hôm qua hóa thành những mảnh vỡ ký ức, tình yêu của anh ở phía trước. Em đón ánh nắng và nụ cười, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi với quá khứ. Sự ảnh hưởng này quả thật vượt quá sức tưởng tượng của mình. Chẳng trách lại được hoan nghênh đến vậy, ngay cả mình cũng sắp trở thành fan mất rồi. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Everybody, come on. Bay, hãy để chúng ta cùng nhau trở về địa cầu. Đã có bảng xếp hạng rồi, nhưng hạng của tôi cay mắt quá. Tiết mục hấp dẫn đã bắt đầu, chúng ta hãy giúp Tuyết Lệ quét hết những chướng ngại phía trước đi. Thì ra là thế này, đánh vỡ những thiên thạch này thì sẽ được điểm tích hay sao? Vậy xông lên, đạch có thứ gì đó được đốt cháy vụt qua, hơn nữa tốc độ lại nhanh đến vậy. Là hỏa lưu tinh sao, lạ thật. Xin lỗi nhé, tôi phải bắt đầu tích điểm rồi. Nếu là thế giới ảo vậy thì cứ chơi tới đi. Vô tận chân không nhẫn. Đạch con mẹ nó, chuyện này là thế nào? Tên này có thể chém cả hành tinh hay sao? Còn có thể làm thế nào sao? Còn có thể làm thế này sao? Chỉ trong phút chốc đã có thể leo lên hạng nhất bảng xếp hạng rồi, ngầu thật.
đây là phần thưởng dành cho dũng sĩ. Ây, nhận được bút của Lữ Thần, Vẫn Chi, Ngữ Thần Chi Vẫn, tất cả các thuộc tính tăng lên 20%, tốc độ tích điểm tăng lên 30%, duy trì trong vòng 5 phút. Nụ hôn gió này là Púp, hơn nữa phó bản này quả thật có thể phóng to cấp bậc của bản thân. Tinh cầu này đã từng đẹp biết bao, nhưng giờ đây đã tràn ngập thương tích. Tôi hướng về sao băng khẽ cầu nguyện, tạo nên thần tích cho nơi này. Mình nhớ, hình như thứ này được gọi là vệ tinh nhân tạo, là kết tinh khoa học mà con người ở thế giới cũ dùng để khám phá vũ trụ. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy trong sách mà thôi. Từ lúc thế giới trở thành thế này, nhân loại chỉ có thể rút đầu vào mai rùa tự bảo vệ bản thân, lấy sinh tồn làm mục tiêu hàng đầu. Khám phá vũ trụ đã trở thành một giấc mơ xa vời thực tế. Bị trọng lực hút xuống rồi. Động cơ rơi đột phá lên tầng khí lớn. Đây là ước mơ của rất nhiều nam nhân ở trong thuyết khoa huyễn. Hơn nữa da bụng cũng truyền đến cảm giác nóng bỏng do ma sát với không khí. Ngay cả hiệu ứng này cũng có thể tạo ra. Quá ư là ngầu. Những vệt sáng, những ngôi sao lấp lánh, xuyên qua hàng vạn năm ánh sáng đến đây. Một mình em cô đơn giữa ngôi thành, không ngừng ngẩng nhìn trời cao. Chỉ vì chờ đợi vận mệnh đời trước, anh của đời này. Đợt chiến giai đoạn cuối là cơ hội có thể thăng chóng tăng điểm, nhanh chóng tăng điểm, giải quyết boss này, giải cứu Tuyết Nệ. Bách dị xích vĩ level 90. Ơi, cuối cùng lão tử cũng xếp hạng 2. Xạ kích là thế mạnh của mình. Đến lúc mình diệt tên boss đó thì Tuyết Nệ sẽ là của mình. Hạng 2. Tử xạ, tích điểm 457.413. Ấy, địch. Cậu ta là tên hạng nhất, tên khốn này sẽ mất hạng đấy. Có điều vừa khéo, cậu ta chết rồi thì tôi lên hạng nhất à. Cảnh báo, hãy nhanh chóng trở về khoang nái. Nếu không ngài sẽ bị tiêu diệt, mất đi tư cách xếp hạng. Không sao, hiệu suất công kích boss thế này quá thấp rồi. Tôi muốn dùng cách của mình để chiến đấu. Cũng chỉ là giết người thêm một lần nữa. Chém sạch. Boss bị tiêu diệt rồi. Không, điểm tích lũy của mình mất hết rồi. Cảm ơn giọng hát tuyệt vời của em. Anh tin rằng nghe nhạc của em, mọi người đều sẽ phấn chấn lên. Anh à. Hạng nhất Diệp Hạo, điểm tích lũy like 8.547.863. Vậy mà miểu sát boss trong một kích quá là khủng bố rồi. Nó là boss thế giới cấp 90. Lẽ nào cấp bậc của thằng nhóc này thật sự vượt cấp 90. Ây, Tuyết Nệ, tôi cũng muốn ôm. Tôi vốn chỉ là một người qua đường mà thôi, nhưng sau hôm nay tôi khả năng sẽ bị fan của cô cút rồi. Nhưng mà tôi có một câu hỏi, cô bây giờ rốt cuộc là tồn tại chân thật hay là ảnh thấu? Anh rất nhạy bén, nhưng bây giờ không phải là lúc trả lời câu hỏi này. Sau này còn chưa kết thúc. Lát nữa gặp lại anh nha, anh trai lợi hại. Mong anh hãy đón xem màn biểu diễn cuối cùng. Màn biểu diễn cuối cùng đó là gì? Kích phát hiệu quả lọt vào mắt của nữ thần, có được 500.000 điểm tích lũy. Đồ lại nữa, thằng nhóc này hack à. Thú tai họa mang theo sự phá hoại vô tận. Mọi người bị thương rời đi, nhưng chỉ cần có tình yêu và hy vọng. Tuyết Nệ, Tuyết Nệ, Tuyết Nệ. Mặt trời sẽ xuyên thấu màn đêm. Hoa mặt trời sẽ nở rộ. Like cuối cùng cùng nhau tới nào. Mình sao lại bị truyền tống tới sân khấu rồi? Đây nào muốn làm cái gì? Đây chính là màn biểu diễn cuối cùng. Chào mừng tới tiết mục khiêu chiến solo cuối cùng. Người chơi có được điểm tích lũy cao nhất sẽ cùng biểu diễn với Tuyết Nệ tại đây. Solo, màn biểu diễn của người chơi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc xây dựng lại của khu số 9 trong phó bản. Bình xét cấp bậc càng cao, tốc độ xây dựng sẽ càng nhanh. Nếu như trước khi kết thúc buổi biểu diễn thành công xây dựng xong khu đổ nát này thì sẽ có được phần thưởng lớn. Đồng thời, tất cả người chơi tại đây và những khán giả đang xem livestream này
sẽ tiến hành like và dislike đối với buổi biểu diễn của bạn. Nếu như lượng dislike cao hơn thì sẽ trừ số điểm mà bạn có được trước đó. Nhắc nhở nhẹ, do bạn từ khi lên sân khấu tới nay vẫn chưa có trạng thái khó chịu, đã xuất hiện rất nhiều dislike. Loại cơ chế quan trọng nhất này ngươi tại sao không nói sớm? Mọi người nhìn tên ngốc đó đi. Trông có khác gì khúc gỗ hay sao? Mẹ kiếp, không phải là đang tấu hài hay sao? Quả nhiên, có biểu đánh nữa cũng chỉ là một mãng phù. Cậu ta hiểu cái quái gì về âm nhạc chứ? Xuống đi, đừng đứng ở đó chắn chúng tôi xem tuyết nợ. Biết điều thì mau đi xuống để ông đây nền. Có điều, nếu cậu muốn cái này cũng được. Đợi khi deadline của cậu quá nhiều điểm tích lũy bị trừ, ông đây sẽ tăng lên hạng nhất. Anh không cần quá để ý tới lời bọn họ, lát nữa từ từ làm theo động tác của tôi là được. Tôi sẽ phối hợp dẫn dắt anh. Cảm ơn ý tốt của cô, mấy lời trình độ rác rưởi này không ảnh hưởng được tối tơi đâu. Yên tâm đi, tôi cho dù không vì phần thưởng gì, chỉ dựa vào cô em gái của tôi thì cũng sẽ không để show biểu diễn hoàn hảo này bị hủy trong tay tôi. Vậy sao, em gái của anh có một người anh trai tốt đó, tôi rất tò mò. Anh định làm như nào? Ở chap 109, vũ khí và nhạc khí của người tấu. Đàn chiến diều địa ngục, đặc tính rung động trái tim khi gảy. Trong lòng diễn tấu ca khúc, ngón tay tự nhiên vũ động. Đàn nó, bạn chính là điểm sáng nhất. Làm như này. Còn ca khúc, tuy mình không hiểu âm nhạc, nhưng ca khúc vân phi từ sáng tới tối hát ở bên tai mình. Mình nghe quá quen rồi, ngậm miệng cũng có thể hát. Cho lên, let's rock. Tiết tấu của bài này nè. Ngôi sao đầu tiên, ca khúc hot nhất của Tuyết Nợ Debut, cũng là ca khúc kinh điển nhất. Nhưng những bản remix sôi động như này trước giờ chưa từng nghe, hoàn toàn là một loại phong cách hoàn toàn mới, quá là gây nghiện rồi. Thật khiến người ta bất ngờ, từ lúc mới bắt đầu tới bây giờ, anh ta đã cho mình bao nhiêu bất ngờ rồi. Rất tốt, để chúng ta cùng nhau gây bão toàn trường đi. Đổi trang phục trong một giây. Tuyết Nợ, anh yêu em thật sự quá đẹp. Em là ánh sáng nấp nánh, là tín ngưỡng bất diệt của đời anh. Diễn tấu của người anh em này cũng quá phiêu rồi. Máu nóng toàn thân đang dần sôi sục. Tôi muốn biết thông tin thật sự của người anh em này. Hay quá, trên đời sao lại có thứ âm nhạc hay như vậy chứ? Kịch tính, gây hưng phấn nào người. Diệp Hạo, lượt này 935.000. Lượt đít này 4.000. Tại sao? Ca khúc này tôi đã nghe vô số lần, từng nghe vô số bản, nhưng tại sao? Trong mắt của tôi tràn ngập nước mắt. Sự biến tấu đánh thẳng vào sâu ở trong linh hồn này thật sự. Ngửa đầu ngầm lên. Thật sự là tuyệt, mẹ nó, quá đã. Nhanh chóng sinh trưởng. Tu sửa xong, lượt này 4.210.553. Fuck, thật sự trong thời gian một bài hát thì đã tích lũy được nhiều like như vậy. Quá hot và trâu bò rồi. Vậy mà thật sự làm được rồi. Trước khi buổi biểu diễn kết thúc tu sửa cả khu vực, thằng nhóc đó thật sự quá siêu. Cảm giác phía sân khấu, hoàn toàn là một đại minh tinh. Tuyết nệ, người anh em. Cảm ơn hai người đã tặng cho chúng tôi một màn biểu diễn đặc sắc như vậy. Buổi biểu diễn đến đây kết thúc viên mãn. Lợi nhuận thu được ở trong lần này đều dùng để xây dựng lại khu an toàn số 9. Cảm ơn sự tham gia và ủng hộ của mọi người. Bây giờ bắt đầu đếm ngược 1 phút truyền tống. Buổi biểu diễn lần sau của chúng tôi không gặp không về. Thật là màn biểu diễn xuất sắc, đại minh tinh. Đại minh tinh gì chứ? So với cô, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. May mà màn biểu diễn này của tôi không có làm hỏng buổi biểu diễn đặc sắc này. Người bình thường sao? Anh nói xem tôi có lên tin không? À, tùy cô. Trước đó anh không phải hỏi tôi bây giờ có phải là thật hay không? Tôi bây giờ có thể trả lời anh, không phải là... Tôi chân chính đang ở ngoài phó bản, thông qua thủ đoạn đặc biệt, số hóa ý thức. Chuyển thành tôi của bây giờ ở trong phó bản. Thì ra là như vậy, không hổ là thiên sứ chi cảnh, vậy mà có thể làm được bước này thật là giỏi. Chuyện này là sao? Thời gian sao lại âm rồi, xảy ra phúc sao? Chúng ta còn chưa có tiến hành truyền tống. Quản lý đâu, đi ra xử lý đi. Nổ, ây, hệ thống nổ rồi sao?
Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, quản lý? Thật là một buổi biểu diễn tuyệt vời, đã xem màn biểu diễn đặc sắc như vậy rồi. Thiết nghĩ các vị nhất định là đều có thể. Chết mà không tiếc nuối rồi nhỉ? Các vị khán giả thân mến, mọi người chuẩn bị đi chết chưa? Cái gì? Anh là ai? Lẽ nào anh nhất chúng tôi ở trong phó bản? Không có mở đầu thì đã tự giới thiệu là tôi thất lễ. Tôi tên Đới Từ, đúng, chính là âm đọc của từ chết, đi ấy. Mà sắc này có phải là rất tuyệt hay rất tuyệt diệu hay không? Đới Từ, Never 105. Giữ mọi người lại là muốn nhờ mọi người giúp tôi một chuyện. Rất đơn giản. Đó chính là hy sinh mọi người, có thể hiến cái mạng nhỏ của mọi người. Làm một chút cống hiến nho nhỏ cho cổ thần giáng thế của cựu thế quân lâm hội chúng tôi. Cựu thế quân lâm hội? Tuy mình trước đó từng nghĩ sẽ xuất hiện nguy cơ, nhưng tuyệt đối không ngờ là cựu thế quân lâm hội sẽ tới gây chuyện. Cấp bậc của anh ta rất cao, nhưng chỉ một thân một mình có nắm chắc được không? Đầu anh chứa xít sao? Tuy cấp bậc của anh là 105, nhưng bên chúng tôi có 1 vạn người. Loại bỏ những dân thường không thể nào chiến đấu đó ra, số người còn lại có thể chiến đấu một người, cho anh một cước cũng có thể đạp lát anh rồi. Không sai. Với lại cấp bậc của ông đây không thấp, loại tà giáo như anh đi chết đi. Đấm tay, tay đấm chân đá, chịu chết đi tà giáo rác rưởi. Mời thân phải không? Tôi bây giờ đưa anh đi gặp thần. Nói mau, làm sao mới có thể đi ra nếu không lấy mạng của anh? Ký lời với anh ta làm gì? Giết anh ta thì chúng ta tự nhiên có thể đi ra. Không, không đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào một mình anh ta không thể nào khống chế phó bản được. Chắc chắn là vẫn có đồng mưu ở ngoài phó bản khống chế tất cả. Vậy tức là cho dù giết anh ta thì chúng ta vẫn không ra ngoài được. Không sai. Tên này điên rồi sao? Sắp chết rồi vậy mà còn cười vui vẻ như vậy. Fuck. Đới Từ, HP 3%. Tôi điên rồi sao? Tôi không biết. Có điều, có một điểm có thể chắc chắn, đó chính là thế giới này sớm đã bị điên rồi. Cấp bậc, trang bị, thế giới trò chơi, những thứ này lẽ nào là bình thường sao? Các ngươi chưa từng nghĩ sao? Không, các ngươi không có. Các ngươi chỉ là một đám dê yếu cừu non, sớm đã bị thế giới điên cuồng này hóa thoại. Sớm đã bị thế giới điên cuồng này thuần hóa. Thế giới điên cuồng, đáng lý phải kết thúc, thời đại hỗn loạn bắt buộc là phải chôn vùi. Ồ, sao tự nhiên lại xuất hiện một anh ta nữa? Hãy vì sự phục sinh của thế giới cũ mà gửi lời chúc phúc chân thành nhất của các ngươi đi. Lỏ. Đây là tự lỏ, không đúng, máu này có vấn đề. Máu này đang ăn mòn cơ thể của tôi. Cứu mạng. Ai tới cứu chúng tôi với, quản lý? Không được. Chúng ta cũng mau trốn thôi. Nếu như bị máu đó dính vào, chúng ta cũng sẽ biến thành quái vật như vậy. Đợi đã, tôi không thể nào chạy trốn được. Tôi bắt buộc là phải tìm được người đi vào. Tìm được người đi cùng tôi vào đã. Con mắt chân thật đã phát động, phạm vi đã bao trùm cả phó bản. Do cơ chế của phó bản, vị trí của tôi và Vân Phi Kỳ Kỳ mới đầu bị phân tán ngẫu nhiên, bây giờ bắt buộc là phải dùng tốc độ nhanh nhất để tìm họ mới được. Lúc này rồi, anh còn ngây ngốc gì, cái gì? Ây, đau quá, đau chết đi được. Tuyết nệ, tôi cuối cùng cũng có thể có được em rồi. Muốn chết sao, tôi thành toàn. An nghỉ đi. Trời, anh ta mạnh quá, hơn nữa quá đẹp trai, nhưng vẻ đẹp trai này của anh ta không giống với vẻ đẹp trai của những idol nam chỉ biết dựa vào gương mặt ở xung quanh mình, mà là vẻ đẹp trai dựa hết vào thực lực mạnh mẽ từ trong toát ra. Đã là lúc nào rồi mà mình còn nghĩ những chuyện này, bị làm sao vậy? Tôi có một nghi vấn, nếu thấu ảnh hay nói là thể hiện ý thức của cô chết ở trong phó bản, bản thể của cô ở trong thế giới thực sẽ thế nào? Vậy thì tương đương với chuyện đầu bị tổn thương nặng, không may mắn mà chết ngay đi thì chết ngay. Cho dù may mắn, quá nửa cũng sẽ trở thành người thực vật. Vậy cô đi theo tôi sẽ bảo vệ cô.
Cô nếu như xảy ra chuyện gì thì là tổn thất của thế giới này, hơn nữa em gái của tôi cũng sẽ đau lòng. Được. Đàn ông quá. Anh vậy mà có tọa kỵ long tộc, đây là tọa kỵ mà biết bao nhiêu người giàu có muốn mua mà cũng không được. Cái này không quan trọng, ôm chặt tôi. Tôi bây giờ phải nắm chắc thời gian để đi tìm em gái của tôi và bạn đồng hành. Được, trốn mau. Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ở đây có không ít người quyền quý ở khu tầng trên. Anh cho rằng anh có thể an toàn rút lui hay sao? Người nghèo, người giàu, quyền quý. Ở chỗ tôi đều là sinh mệnh bình đẳng mà thôi. Mà sinh mệnh, đúng. Tràn ngập sinh cơ, sức sống, vừa hay đều là tế phẩm tốt nhất để dâng hiến cho cổ thần. Các người, tất cả các người. Yêu thú, ơi, tôi còn chưa muốn chết, cứu mạng. Cầu xin anh tha cho tôi có rất nhiều tiền, anh muốn cái gì tôi cũng cho anh. Đừng mà. Chạy trốn đi, càng kinh sợ tuyệt vọng thì linh hồn của các người càng ngon. Chính là mùi vị mà cổ thần thích nhất. Ồ, xem ra còn có người không muốn chấp nhận hiện thực. Thú vị, để tôi tới dạy dỗ một phen, cho đến khi cậu chấp nhận số mệnh của mình thì thôi. Alo, nghe thấy không? Từ từ, nghe thấy, tình hình như thế nào? Bên tôi mọi thứ đều thuận lợi, anh ở bên ngoài thì sao? Phó bản buổi biểu diễn không chết tất cả. Đừng động đậy lung tung, nếu không người làm trên đất chính là kết cục của các người. Gặp phải một chút phản kháng nhỏ, có điều đã xử lý sạch sẽ rồi, không cần lo lắng. Lý Phong Từ level 90. Luyện thành trận chuẩn bị thế nào rồi? Không hổ là thiên sứ chi cảnh, sự phát triển của kỹ thuật phó bản vượt xa tưởng tượng của tôi. Chỉ là tường nửa này thiếu chút thú vị, ở trước mặt của tôi giống như là tờ giấy vậy. Có điều, có phó bản khống chế cực hạn, chỉ cần 20 phút thì có thể chuyển đổi hoàn toàn phó bản thành triệu hoán luyện thành trận. 20 phút sau, thời gian này đủ để cho đội chi viện của thiên sứ chi cảnh tới chỗ các anh. Anh định ứng phó thế nào? Không cần lo lắng, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ cần cầm cự được 20 phút này, trình tự chuyển đổi một khi bắt đầu vận hành thì mãi mãi không thể dừng lại. Đã có được quyền hạn kho cơ giới của quân thủ vệ, điều động 50 chiếc máy bay chiến đấu không người lái, loại 2 của Kiêu Long. Mục tiêu nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ lượng vũ trang ở trong bán kính chỉ định. Đó không phải là máy bay không người lái của chúng ta sao? Chuyện gì vậy? Ai cho chúng quyền hạn xuất kích? Xe tăng của thiên sứ chi cảnh, quân đội bảo vệ an toàn khu số 8, nhiệm vụ bắt đầu. Chuyện gì vậy, máy bay không người lái vậy mà khai hỏa với đoàn xe, chi viện. Chi viện, số lượng máy bay không người lái nhiều quá, chúng ta. Tiếng súng, tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết, bản giao hưởng êm đềm, êm tai biết bao. Biết ngay anh có cái kiểu này, tôi đặc biệt truyền âm thanh ở hiện trường cho anh. Tế phẩm trong này giao cho anh lần này, nhất định là phải khiến cho cổ thần đại nhân mà chúng ta tôn sùng giáng lâm. Không được, người quá nhiều quá hỗn độn. Tuy vỏ dữ liệu trên người chúng ta đã biến mất. Diệp Vân Phi level 18. Nhưng muốn ở trong đống hỗn loạn như vậy, nhanh chóng tìm được anh trai tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Người tìm người, tìm người, tìm chết người. Mình không thể nào mù quáng chủ động đi tìm. Bắt buộc là phải làm gì đó để gây sự chú ý cho anh trai, để anh ấy chủ động đến tìm mình, đúng rồi. Tuy trên mặt đất vô cùng hỗn loạn, nhưng vẫn còn bầu trời. Tam sắc bạo liên tiễn. Đây là kỹ năng đầu tiên mà mình lĩnh ngộ được, anh trai đã từng nhìn thấy vô số lần, chỉ cần nhìn thấy nó thì nhất định là sẽ biết mình ở đâu. Sao vậy, người lúc này còn có tâm tư bắn pháo hoa, là chuẩn bị đưa tiễn bản thân hay sao? Hay là nói sợ hãi đến mức ngay cả cung cũng không cầm chắc. Đừng sốt ruột. Nào, bắn chỗ nào, ta cho ngươi cơ hội. Đâm rách chút ra coi như ta thua. Tha cho ngươi không chết. Cá sấu lưỡng cừ level 60. Cấp bậc kém quá nhiều. Căn bản không thể nào làm nó bị thương được.
dù công kích mù quáng vô dụng, bây giờ cũng không có cách nào khác bắt buộc là phải điều một mạng. Đi đi, đây chính là sự chống trả cuối cùng của mình. Em tin anh trai, anh nhất định sẽ chú ý đến tín hiệu của em. Cho ngươi cơ hội, ngươi đều không trọng dụng. Ngoan ngoãn vào bụng của ta đi. Dám động vào em gái của ta sao? Nên là ngươi chui vào bụng mới đúng. What? Em không sao chứ, Vân Phi, xin lỗi, anh đến muộn. Anh tốt quá rồi. Anh cuối cùng cũng đến cứu em rồi, sự cố gắng của em không có uổng phí. Đương nhiên rồi. Anh sao, có thể không chú ý đến tín hiệu em gửi cho anh được. Đó là kỹ năng đầu tiên em học được, trước đây còn thường xuyên dùng để dọa những người bắt nạt anh chạy mất. Tuy mình mở con mắt chân thực rồi đi thẳng qua, nhưng Vân Phi vào lúc đối mặt với cường địch còn có thể đưa ra phán đoán và hành động bình tĩnh như vậy, em ấy cũng trưởng thành nhiều rồi. Trước đây điều mình muốn chỉ là khiến người nhà tận khả năng tránh xa nguy hiểm, nhưng thời đại này đâu đâu cũng tiềm ẩn nguy cơ, phiền phức thường xuyên tự mình tìm tới tận cửa, cho nên mình phải thay đổi kế sách. Ngoài việc xây dựng pháo đài làm nơi che chở, cũng phải giúp người nhà nâng cao đẳng cấp thực lực, ít nhất là khi mình không có ở đây bọn họ cũng có thể tự bảo vệ mình. Thật là tốt quá rồi, Diệp Hạo. Anh em hai người cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Tuyết Tuyết Nệ, anh sao lại ở cùng với Tuyết Nệ? Nói ra thì dài, về sau có cơ hội sẽ giải thích với em. Bây giờ chuyện mấu chốt nhất là Tuyết Nệ thật sự là bản tôn. Em là fan trung thành của chị. Có thể cho em chữ ký được không? Đương nhiên không thành vấn đề, nếu là em gái của Diệp Hạo, muốn bao nhiêu cũng được. Anh nói này Vân Phi, bây giờ là lúc theo đuổi thần tượng hay sao? Còn cả Tuyết Nệ nữa, cô cũng đùng chiều con bé. Ây, phản ứng bản năng thôi. Thật là một anh trai nghiêm khắc. Được rồi, nên xuất phát rồi. Kỳ, bây giờ vẫn đang trong nguy hiểm, chúng ta phải đi cứu cô ấy ngay. Đúng vậy, nhưng mà anh, tọa kỵ này thật đẹp, anh từ khi nào mở được vậy? Em sao không biết? Nói ra thì dài. Anh trai vậy mà trở nên lợi hại như vậy rồi, bất chi bất giác khoảng cách giữa mình và anh ấy cũng càng ngày càng xa. Mình phải nghĩ cách nhanh chóng theo kịp anh trai mới được. Nhưng Vân Phi, không cần gấp gáp, đợi vượt qua ải khó khăn trước mắt rồi tính tiếp. Chuyện cấp bậc, anh của em có cách. Dạ. Anh trai ấy vậy mà nhìn thấu tâm tư của mình. Chuyện gì vậy? Tọa độ của Kỳ vậy mà biến mất rồi. Lẽ nào cô ấy gặp phải nguy hiểm gì đó rồi? Cậu em trai, cậu nào đang tìm cô gái này sao? Anh từ khi nào mau thả cô ấy ra? Căng thẳng như vậy làm cái gì? Đối tượng cậu cứu ngay lúc đầu không phải là cô ta. Tôi còn tưởng cô ta và cậu không có quan hệ. Quả nhiên là mùi vị khác bình thường, ẩn chứa sức mạnh rất đặc biệt. Chẳng trách tôi nhìn một cái thì chú ý tới cô ta. Nhưng so ra mùi vị trên người của cậu càng hợp khẩu vị của tôi hơn. Hiến tế như này thật sự là quá đáng tiếc rồi. Cho nên tôi mới không có ra tay với cậu, ngược lại luôn chú ý tới cậu. Mùi vị sao, chú ý tới tôi? Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Tôi đang chỉ cho cậu một con đường sống. Gia nhập cựu thế quân lâm hội đi. Nếu như cậu và bạn của cậu có thể tránh được cái chết, tôi tin chắc chắn là cậu sẽ là một giáo đồ thành kính rất có tiềm lực. Người đàn ông này rất mạnh, phải làm sao mới có thể xử lý được anh ta trong trường hợp không làm tổn hại đến Kỳ. Ồ, vậy mà còn có loại chuyện tốt này sao? Nhưng con người của tôi không có tín ngưỡng gì cả. Anh chắc chắn là tôi có tiềm lực này? Đương nhiên chắc chắn, bởi vì cậu và tôi giống nhau. Trên người đều có mùi vị của cổ thần. Mùi vị của cổ thần sao? Mùi vị của cổ thần sao? Cổ thần có mùi vị gì? Tôi sao không ngửi thấy? Anh đừng lừa ta, con người của tôi không có lợi không dậy sớm đâu. So với những thứ hư ảo đó, tôi càng thích thực tại hơn. Ví dụ như, tôi nếu như gia nhập quân lâm hội thì tôi có thể có được lợi ích cụ thể gì? Lợi ích lớn nhất chính là sự sốc nổi ở trong lòng, được tẩy rửa bởi đức tin. Xem ra cậu tuy có tố chất đặc biệt,
nhưng nghi thức lại chưa mở. Vẫn cần phải cải tạo một phen. Xem ra sự kích thích bằng lời nói có tác dụng với anh ta, cộng thêm một chút lực lượng, hoàn toàn chuyển thù hận của anh ta lên người của mình. Xin lỗi nha, tôi là người tuân theo chủ nghĩa hiện thực. Đối với những đức tin chân thành ở trong lời của anh hoàn toàn khinh thường, càng không có một chút hứng thú nào, muốn lôi kéo tôi e rằng không thực tế. Đồ khốn lại dám bất kính với tín ngưỡng. Buộc phải thực hiện cải tạo tàn nhẫn nhất đối với cậu. Thành công rồi. Tụ hợp. Cho cậu phải thành kính, hối hận trước hành vi ngu xuẩn của mình. Được, tôi chân thành từ chối. Hờm giỏi lắm. Xích Hồng tuệ tình, mang Kỳ Kỳ tránh ra xa. Ồ, tuy tôi không giỏi về vũ lực lắm, nhưng cậu có thể chống đỡ được áp chế cấp bậc của tôi. Nói rõ nhục thể của cậu đã đạt tới trình độ khá là cứng rắn. Xem ra muốn cải tạo hoàn toàn, buộc phải ra tay từ phương diện tinh thần. Tinh thần công kích sao? Vậy anh phải thất vọng rồi, bởi vì chấp niệm tinh thần của tôi kiên cố hơn nhục thể. Không gian vặn vẹo. Vậy thì chưa chắc, lĩnh vực tinh thần của tôi có quyền uy tuyệt đối. Ở trong mắt tôi không có phòng tuyến tinh thần nào không phá được. Cả không gian đều đang chấn động vặn vẹo sao? Cẩn thận, cảm giác có thứ gì đó sắp đến rồi. Cái đó là đồng hồ quả quyết. Điều này cũng quá phi lý rồi, anh ta sao làm được? Nhất định là người bên ngoài vận dụng quyền hạn cải tạo phó bản, khiến cho anh ta có thể tùy ý khống chế. Lần này không hay rồi. Tùy ý khống chế phó bản sao? Vậy anh ta há không phải là người quản lý trò chơi hay sao? Vậy chúng ta sao thắng được anh ta? Cho dù anh ta là người quản lý trò chơi, mình cũng có cách giết anh ta. Nhưng điều này căn bản không quan trọng. Điều quan trọng là phải làm sao để tất cả mọi người an toàn thoát khỏi phó bản. Hơn nữa nếu như giết anh ta, đoán chắc chúng ta sẽ hết cách thoát thân. Tình hình này khá khó ra tay. Tôi trước đây là một bác sĩ tâm lý rất là nổi tiếng, đã từng chữa khỏi cho vô số bệnh nhân, nhưng đáng mỉa mai thay. Sau khi vợ của tôi gặp phải yêu thú, lập tức đã bị mắc bệnh PTSD, tôi lại không thể nào chữa khỏi cho cô ấy. Sau khi cô ấy tự sát trước mặt của tôi rơi vào tuyệt vọng và tự trách. Nhưng thời gian lâu dần tôi mới phát hiện ra đây căn bản không phải là lỗi của tôi và cô ấy. Lỗi ở đây chính là thế giới này, thời đại này, bởi vì chúng đã ăn sâu vào trong xương tủy rồi. Cả thế giới đều đang lặp lại sai lầm giống như vậy. Chỉ có cựu thế quân Lâm Hội là đi đúng đường. Chỉ khi vị thần viễn cổ giáng lâm xuống thế giới bẩn thỉu này, mọi tội ác mới được cứu rỗi. Bây giờ tôi truyền đạt sự hoan hỷ này, niềm hy vọng này cho tất cả mọi người. Cổ thần giáng thế. Không tốt. Mọi người đều bị thôi miên tập thể rồi. Tôi bằng lòng hiến dâng tính mạng của mình, nghênh đón cổ thần giáng lâm. Ồ, vậy mà không có lập tức bị thôi miên. Cậu quả nhiên là không đơn giản. Vậy thì để tôi dùng thuật thôi miên mạnh nhất thăm dò điểm yếu trong lòng của cậu. Thuật thôi miên mạnh nhất, tâm linh hỗn loạn. Tâm linh hỗn loạn, một loại pháp thuật hệ tinh thần, quấy nhiễu tâm trí mục tiêu, khiến cho tinh thần hỗn loạn, căn cứ vào cấp bậc của người thi pháp. Cường độ khống chế, thời gian kéo dài cũng sẽ giảm theo. Hai mắt thất thần. Tiêu rồi. Cuối cùng, vẫn là thần phục sao? Ơi, có thể ép tôi đến mức này, cậu quả thật là có tiềm lực. Vậy thì... Bây giờ chính là bước cải tạo cuối cùng. Để tôi tới xem thử, nơi yếu đuối nhất trong thế giới nội tâm của cậu đi. Muốn xem nơi yếu đuối nhất ở trong lòng tôi sao? Xin lỗi, không tồn tại. Thiếu đốt. Nếu thật sự có, vậy cũng chính là thiếu tiền. Hay là anh tài trợ cho tôi vài trăm triệu đi. Chuyện này sao có thể? Thuật thôi miên cấp 100 của tôi vậy mà không có tác dụng đối với cậu. Tôi thừa nhận chiêu đó của anh quả thật lợi hại. Tuy chỉ có một khoảnh khắc, nhưng khiến cho tôi thật sự cảm nhận được sự tuyệt vọng và hỗn loạn đó. Nhưng lá bài tẩy tôi cũng không ít, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị anh khống chế. May mà trong khoảnh khắc mình bị thôi miên, nhờ có bộ trang bị mở hòm được đó,
nếu không thì thật lật thuyền con mẹ nó rồi. Trang bị, nhẫn ngọc mắt rồng. Phệ nha long kiếm, hiệu quả, miễn dịch khống chế tinh thần của bộ này đã kích hoạt. Ây, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Tôi thật sự không có nhìn nhầm, cậu thích hợp hơn những gì tôi nghĩ. Đới từ HP 25%. Nói không chừng cậu chính là người được cổ thần chọn chúng. Mấy lời xu lệnh đừng dừng tại đây thôi. Bây giờ lập tức giải trừ thuật thôi miên, khống chế tất cả mọi người và mở khóa phó bản. Nếu không tôi sẽ khiến anh chết một cách đau đớn và khó coi. Ây, so với niềm tiếc nuối và hối hận khi không thể nào tận mắt chứng kiến cổ thần La Khắc Ân đại nhân giáng thế, chút đau đớn nhỏ nhoi và cái chết tính là cái gì chứ? Khoảnh khắc giáng lâm còn một phút, tất cả các người đều sẽ trở thành tế phẩm của La Khắc Ân đại nhân. Chuẩn bị nghênh đón vận mệnh cuối cùng của các người. Chào đón thần linh, cổ thần vạn tuế, xin thần linh cho chúng tôi giải thoát khỏi đau khổ. Đới từ HP 1%. Sao vậy, ngay cả anh cũng chuẩn bị từ bỏ phản kháng sao? Hay là nói anh cuối cùng cũng giác ngộ rồi? Thì ra anh là tín đồ của tên mắt to, anh sao không nói sớm? Nếu đã như vậy thì anh càng nên nghe lệnh của tôi. Tên mắt to, cậu đang nói linh tinh cái gì? Tôi hoàn toàn nghe không hiểu. Bởi vì tôi là chủ nhân của cổ thần La Khắc Ân đại nhân mà anh tôn sùng. Nói đơn giản lại, đàn em của tôi là cổ thần đó.